18. Một phút sai lầm nhà tan cửa nát, chức nhân quả báo ứng. Những điều mắt thấy tai nghe, Tịnh Tùng. Ở Đài Loan có một người tên Phan Phúc Nguyên. Gần đây, ông phát bệnh tâm thần giết hai đứa con của mình, do đó bị công an bắt đưa vào bệnh viện tâm thần mấy tháng. Nhưng khi vào bệnh viện, ông lại sinh hoạt, nói năng bình thường. Các bác sĩ khám không thấy bệnh, cho nên không lâu sau bác sĩ cho xuất viện. Sau khi về nhà tự nhiên ông lên cơn và giết chết người vợ, chỉ còn lại một đứa con gái. Cha của ông là Phan Kim Sinh đang làm việc bị dớt xuống núi rồi chết. Anh trai ông cũng bị chết oan uổng, xem ra gia đình ông càng ngày càng giảm thiểu. Theo những người ở gần kể, vào thời Nhật trị, trong gia đình ông xảy ra một chuyện rất đáng sợ. Vào thời Đài Loan bị Nhật Bản đô hộ, do phép nghiêm, hình nặng nên bọn đạo tặc không dám lộng hành, nhưng vì cảnh sát ít, vả lại nơi đây tương đối hẻo lánh, nên lính Nhật cũng không kiểm soát hết. Một ngày nọ, Phan Phúc Nguyên và cha là Phan Kim Sinh vào rừng săn thú. Đột nhiên thấy một con hươu rất lớn từ xa chạy lại phía họ, vả lại trên thân nó đang bị trọng thương. Hai cha con ông Phan chỉ cần bắn thêm một mũi tên là con hươu gục ngã tại chỗ. Nhưng từ xa cũng có một người thợ săn chạy đến. Một cuộc xung đột xảy ra ngay sau đó, ai cũng cho con hươu là do mình bắn. Do đó, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Không ai chịu nhường ai, đấu khẩu không phân thắng bại. Cuối cùng họ đấu bằng tay chân. Cha con ông Phan hợp sức đánh chết ông thợ săn. Sau khi chuyện đáng sợ đó xảy ra, gia đình người thợ săn cũng đến hỏi cho ra lý lẽ, nhưng tất cả họ đều không muốn dính líu đến bọn lính Nhật, vì họ biết rằng khi dính líu đến pháp luật thì cả hai đều bị thiệt. Cho nên họ quyết định chỉ đàm phán với nhau để giải quyết. Tuy không bị pháp luật trừng trị, nhưng cả gia đình ông Phan Phúc Nguyên lại bị hình phạt của luật nhân quả, mà còn bị hình phạt rất thê thảm. Ha ha ha, 问什么的说